Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Hôm nay thì nghe được thông tin là mạng Vinaphone bắt đầu phủ sóng thử nghiệm mạng 5G tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn bắt đầu từ tháng 12 nha các bạn. Nhưng mà hôm nay ở một số điểm giao dịch như điểm giao dịch tại 121 Pasteur đã phủ sóng thử nghiệm sóng 5G của Vinaphone, thì mình đã đến đây và có cơ hội trải nghiệm. Thì con máy mà Vinaphone lắp SIM 5G để test thử sóng 5G thì là con chiếc ROG Phone 3 của Acer, và qua quá trình thử nghiệm như thế nào thì các bạn hãy xem clip sẽ rõ. Và ngoài ra thì mình có mang theo một chiếc Xiaomi Mi 10T cũng hỗ trợ mạng 5G, tức là những thiết bị rất là chỉ là hỗ trợ mạng 5G thôi. Ngoài con máy của bên Vinaphone cung cấp thì mình sẽ thử lắp thử SIM 5G của Vinaphone vào con máy này và để test xem nó như thế nào. Vậy thì các bạn muốn biết là kết quả ra sao, các bạn hãy xem clip. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang test SIM 5G Vinaphone trên chiếc Xiaomi Mi 10T. Ở đây cũng là thiết bị hỗ trợ 5G. Đó, bây giờ khi cắm SIM vào này, bây giờ sau khi một vài setup cơ bản này, bây giờ là nó cũng đổ sóng 5G các bạn nha. Rồi. Sau khi đổ sóng bây giờ thì speed test thôi. Và bên máy Acer là mình đo được đây. À, và cũng khiến cho con SIM này cũng như là con SIM test này cũng đã bắt đầu báo động và 2G rồi. Nhưng mà mình vẫn thử test đi. Và tốc độ upload là 93.3 mốt 93.5 nha. Rồi. Bây giờ vào thử đi. PUBG đi. PUBG là một tựa game. Rồi, bây giờ là PUBG nha. Đồng hồ đây. Đồng hồ bấm giờ luôn. Rồi, mình sẽ đỡ bóng ha. Rồi. Xem nha.
mình sẽ ấn đồng thời luôn. Xem nó. Đây. Đó, 600 MB mà nó đã bắt bạn phải dùng đến wifi rồi. Mình bất chấp đi. Rồi. Hãy bất chấp tất cả nào. Yo. hai mươi hai giây là chuyển sang cài đặt rồi các bạn nhé. 600 MB chỉ trong vòng 22 giây. Đó là tốc độ download của một ứng dụng từ sóng 5G của Vinaphone. Dù đây là mới mảng sóng phủ sóng để thử nghiệm thôi, chưa phải chính thức, có nghĩa là khi chính thức sẽ còn cao hơn nữa, tốc độ sẽ còn nhanh hơn nữa. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ speed test lại một lần nữa cho các bạn nha. Mình sẽ clear hết đi. Được vị trí nha. Phát cuối này, 1, 2, 3. Sẽ phải đổi vị trí xem nó có khác không. Mình cũng đã từng test 5G của bên Viettel. Khi lúc đầu thì cái ping của nó lên rất nhanh, trong khi đó Vinaphone thì lại lên từ từ, nhưng mà lại lên rất cao, lên đến 900, có khi lên đến 1 GB luôn. Ở vị trí này tốc độ upload lại còn được có 34. Đó. Để mình kiểm chứng phát nữa nha. Mình test sự thay đổi vị trí xem phát nữa nha. Bây giờ mình sẽ đi vị trí khác. Test sự thay đổi vị trí xem. Okay. Vào trung tâm đầu não xem đó. Dĩ nhiên là càng những lần test sau, càng những lần test sau ấy, thì cái phần tốc độ nó sẽ có một sự chậm lại hoặc là giảm xuống, vì mình test nhiều rồi nó sẽ bị ảnh hưởng dung lượng. Ô, nhưng mà vào đây này, một phát là lên đến 200 luôn. Rồi, 1 GB luôn các bạn ơi. Mà đây vẫn chỉ là phủ sóng thử nghiệm nha. Trước khi mà phủ sóng chính thức thì mình nghĩ là nó phải hơn 1 GB luôn. Upload có vẻ như là sau khi nhiều lần test là có cái dung lượng nó bị chưa đạt nha. Đơn giản. Ok. Vậy là đây là màn test nhanh SIM 5G của Vinaphone. Tháng 12 là sẽ được bắt đầu phủ sóng các bạn. Cho các bạn em review này. Đó. Thấp nhất cũng là 862. Wow. Chúng ta sắp có những cái hệ thống mạng đúng không? Đó, và những cái lúc mà mình, nhưng quan trọng là không phải là cái phần test, mà quan trọng là khi mình thử nghiệm những cái phần mà tải ứng dụng á, ví dụ như tải những ứng dụng như game Perfect World hay là PUBG Mobile, tức là có cái dung lượng trên 600 MB, thì ví dụ như là những cái ở đấy thì bạn luôn luôn máy điện thoại sẽ tự động báo với các bạn là phải tìm đến hệ thống mạng wifi thì tải mới nhanh. Trong khi đó thì mình đã bất chấp, mình dùng sóng 5G của Vinaphone và mình tải như PUBG Mobile là mình chỉ mất có 21 giây là đã tải xong một ứng dụng. Đó, số 600 MB. Đây là màn test nhanh các bạn nha. Còn cụ thể thì mình sẽ có bài trải nghiệm và đánh giá sau trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.